Ok. Bây giờ nhá, bây giờ bật cái tấm hình này lên này, ở trên màn hình của anh ấy. Anh nhìn cái tấm hình này thì anh thấy là anh nhìn trên cái tấm hình này thì anh thấy rằng là nó còn thiếu cái gì nhiều. Anh thấy nó ok, nó ổn chưa về tổng thể? Có nghĩa là anh bắt đầu cảm nhận xem lại. Về tổng thể thì thấy ổn, nhưng mà cái mặt nó hơi trắng, cái chưa có làm được cái màu hồng để mà đi vô trong cái da, nhưng mà cảm nhận được trên màn hình là cái mặt nó trắng hơn cái làn da phía dưới. Để em gửi cái file này, em bật cái điện thoại lên em của em nên em xem thử nhé. Xem lại trên điện thoại này. Xem lại trên điện thoại này đang mức ánh sáng về tầm cỡ khoảng 90 này. Thì ánh sáng vẫn còn rất là nặng, ánh sáng vẫn còn rất là tối ấy. Thiếu sáng nhiều. Anh bây giờ em sẽ fix để anh cân xem so với ở trên màn hình của anh nhé. Ví dụ như tấm này thì xem ở trên màn điện thoại nó còn rất là tối này, tấm này này về tổng quan nhé thì nó bị tối này. Thứ hai nữa là cái màu da nó bị đậm này, da nó cũng đang bị loang này, những cái vùng này bôi bị loang này, cổ bị loang này, mặt cũng bôi đang bị loang này. Thế tớt là chưa được này, thứ nhất là về thừa tớt là chưa được này, thứ hai là về cái tổng quan cũng chưa được này, tổng quan về nắn bóp cũng chưa được này, tổng quan về ánh sáng màu sắc cũng chưa được, vẫn đang bị đậm. Nhưng mà có thể trên màn laptop của anh là nó sáng vừa mắt, hoặc là nó có thể Đúng nó, không? vì đấy chính là cái nhược điểm của cái laptop như thế. Nhưng mà anh có thể xem ở trên MacBook, à sorry, anh có thể xem ở trên điện thoại. Thì khi mà anh xem trên điện Có thoại thấy rồi. anh xem trên điện thoại thì anh xem chỉ cần xem khoảng ánh sáng khoảng 60-70% thôi, còn xem sáng quá thì cũng không được. Vì Đúng. bình thường khách hàng người ta bình thường người bình thường người ta dùng điện thoại, khách hàng người ta dùng điện thoại người ta cũng để tầm cỡ khoảng 60, trong khoảng đấy. Thì cái file này đang bị tối này, nó ra thì cũng chưa được sạch này, nó bôi thì đang bị lem này, lem hết vào cả áo này này. Anh bật điện thoại này anh xem nhé. Ừ. Thấy rồi. Kể cả bây giờ anh xem, Ở trên đi. bây giờ anh xem live này, anh xem em fix bài này thì anh cũng xem bằng điện thoại đi, nó sẽ màu nó sẽ chuẩn hơn. Và không lại bởi vì cái màu sắc quan trọng lắm, nó là cái phần cảm nhận mà. Thế là bây giờ mà anh xem bằng màn laptop là không thể nào mà học được, bởi vì là nó đã bị lệch ánh sáng rồi, lệch màu rồi. Ví dụ như em cân nó nhìn nó rất là khác rồi, nhưng mà xem trên laptop ấy nó trắng phau luôn, nó không có khối, nó không ánh sáng, nó không có màu gì cả. Đấy là cái trên laptop nó rất là nguy hiểm cái đấy. Em cũng dùng trước, em cũng thử test thử mấy cái laptop, trừ phi MacBook thì tạm được, chứ còn màn Win ấy thì có dòng đeo thì được, nhưng mà dòng đeo thì cũng còn được còn không. Hiện tại đang nhìn trên điện thoại rồi trên cái màn lát cái điện thoại nhìn nó Anh thấy màu nó bị lệch nhiều nhìn không? đúng rồi. Nên năm ra khi mà mình làm ảnh á, là mình muốn cân ảnh đẹp để mà mình đăng Facebook này, hoặc là để mình in ấn đấy, thì mình sẽ phải cân ở trên, mình làm xong mình cảm giác mình sợ mình lệch màu, mình cảm giác mình không tự tin ấy, thì mình sẽ phải bật điện thoại anh xem ở trên iPhone á. Phần lớn bây giờ khách hàng người ta cũng dùng iPhone nhiều. Nhưng mà cái sự khác biệt nữa này là cái màu iPhone ấy với cái màu Android nó hoàn toàn khác nhau nhá. Android thì cái nhược điểm của nó là nó đậm màu và nó chảy màu. Ví dụ như cùng một cái tấm hình này nhá, anh mà có màn Android, màn Samsung hay là màn màn gì đấy, nói chung là của về Android thì nó sẽ rất là rực màu và nó sẽ chảy màu, nói chung là nó đậm màu, nó không được, nó khác hoàn toàn với iPhone á. Thế nên ra là mình làm ảnh ấy thì mình chuẩn nó là mình chỉ có xem cân với iPhone thôi. Mà thực ra cái iPhone mà xem màu ok nhất ấy, nó dịu nhất thì vẫn tầm dòng XS Max trở xuống thì nó vẫn ok hơn. Còn dòng 11 trở lên á thì nó sẽ bị vàng và nó bị hơi gắt một xíu. Nó sẽ ám vàng và nó gắt một tí. Nhưng mà so nhìn chung thì nó vẫn ok. Đó. Mà màn iPhone thì vẫn ok nhất.
Thì cái tấm này thì nó vẫn bị đậm này. Tiếp theo với cái tấm này thì ánh sáng của tấm này là không ổn này. Chi tiết tóc là không được này, ánh sáng không được này, da màu da cũng không được này. Màu da với lại ánh sáng không được, màu da không được, màu ảnh không được này. Nền tốt thì cũng chưa được này. Nền tốt nó còn lỗi nhiều lắm, lỗi nách này. Hôm nay thì tí nữa em sẽ lấy những cái file này ra, em sẽ fix trước cho anh, xong rồi em sẽ lấy những cái file này em fix, em chạy màu lại. Em fix lại và em sẽ hướng dẫn lại anh về cái cách fix, cái cách làm, và sẽ so sánh thêm cả, kết hợp thêm với cả dùng ở trên Envato đó cho anh xem. Nhưng mà anh xem cái bài này thì anh quạt điện thoại lên xem nhé. Anh vào được điện thoại không? Đấy, chưa được, chưa zoom chưa được. Anh bật điện thoại lên đi. Anh bật điện thoại xong anh vào link hơn để em duyệt lại. Bắt được phải xem bằng điện thoại, vì là không xem điện thoại thì anh xem bằng laptop thì anh bị hỏng hết cảm nhận. Cái ánh sáng, cái màu sắc, anh màu sắc nó quan trọng lắm, bởi vì nó thuộc phần blend. Và phần lớn bây giờ anh muốn ảnh đẹp thì mình phải nhìn được ánh sáng, nhìn được màu sắc thì anh mới blend được. Kể cả cái phần làm da cũng như thế, bây giờ dùng laptop anh làm da cũng không được. Bởi vì là nó bị trắng quá, nó bị mất khối, mình nhìn mình không thể nào mà biết là mình đánh kiểu gì cho đẹp được. Ví dụ như giả sử cái màn nó sáng quá, mình đánh má hồng ấy thì mình đánh mình thấy ok vừa, nhưng mà xem trên cái màn này nó lại rất là tối thì nó sẽ bị đậm xuống, nó sẽ rất là nguy hiểm. Tấm này thì nó bị đậm này, tấm này bị đậm này, bị đỏ này, để em xem trên thử trên điện thoại xem nào. Trên điện thoại thì đang bị đỏ này, bị đậm da này. Đấy, ánh sáng là như thế. Màu sắc ánh sáng thì nó hơi xịn này, ánh sáng này vẫn hơi tối này. Còn về màu sắc thì đang bị ám đỏ này, đang cảm giác hơi bị nặng màu. Còn da thì cũng chưa được, cái vừa này có những cái lối đó cơ bản, những cái lối cơ bản này, nhặt tóc hay là về bôi này, bừng chuyện chưa êm này. Tấm này thì tóc nó cũng chưa ổn này, nó xử lý tóc này chưa được này, chưa có xử lý tóc. Cái bài hôm nọ em hướng dẫn đấy là chưa có xử lý tóc này, nắn bóp mình ngón tay cũng chưa được này, về thì tất ra cũng chưa được, những cái vùng chuyển nó vẫn còn sần lắm. Màu thì tấm này thì so với những cái tấm kia thì tấm này đỡ hơn, nhưng mà nhìn chung, nhìn tổng quan ấy thì màu vẫn chưa được, da vẫn màu trên da vẫn còn bị loang, chỗ đậm chỗ nhạt này. Rồi anh xem được Này bằng điện thoại, trên anh xem được bằng điện thoại người chưa? xem mà trên được bằng điện thoại. Ok, nhưng mà anh tắt tiếng ở Nhưng trên mà điện anh đặt thoại cũng tiếng ở được, trên điện thoại cũng để được, nghe bằng tai để nghe thôi, nghe để nghe để nó bị nghe nó vàng vàng bị lại, vào. nó bị vàng lại bên bên tai của em đấy. Ok rồi đó, như này đỡ hơn đó. Bây giờ anh xem ở trên điện thoại này, anh xem cái màu nó khác không, xem trên so với lab ấy. Khác rất nhiều. Đây áo này này, Nó tiểu tiết này, hơi vàng hơn trên cái lá xí. màu thì có thể nó sẽ Tôi nghĩ khác, là đợi. nhưng mà quan trọng nhất là cái ánh sáng ấy ở trên lab nó sáng hơn. Đúng rồi, ở trên lá nó sáng hơn. Mà anh phải hiểu bản chất của ánh sáng là như này nè. Bản chất của ánh sáng là gì? Nếu như mà ánh sáng mà tối ấy, thì nó sẽ đậm. Còn ánh sáng mà sáng lên thì nó sẽ bị mất màu. Đấy, bình thường mình chụp những cái tấm ảnh mà mình chụp tối ấy, thì nó sẽ bị màu, nó sẽ bị che hết. Nhưng mình đẩy sáng đều lên thì màu nó đầu nó nổi lên. Còn nó bị sáng quá thì nó bị bay hết màu đi. Nó bị mất hết màu, mất hết chi tiết. Đó. Nên ra nó bị sáng quá thì vấn đề là mình sẽ không thể nhìn được màu là như thế. Đó, áo này cũng chưa được này, đây này. Đó, còn cái lối này. À, khi mà anh xem lại bài ấy, anh cũng phải xem lại trên màn, cái màn ở nhà của anh ấy, cái màn to ấy, hoặc là anh xem lại trên điện thoại, chứ còn anh xem lại bài mà anh xem bằng trên 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 lab là cũng hỏng hết, bởi vì nó không nhìn ra màu được, không nhìn ra ánh sáng được.
Và khi mà mình không nhìn được màu, mình không nhìn được ánh sáng thì mình sẽ không nhìn được khối da, mình sẽ không làm ra được mình tổng quan này, thì cũng chưa được tiểu tiết, còn mình nhiều lối này. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái tấm hình này vào. Mình sẽ làm bây giờ anh làm một bộ hai bộ hình như này thì mới biết là mình sẽ còn những cái phần nào để mình khắc phục này, để mình tối ưu. Tí nữa em sẽ hướng dẫn thêm cả về 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 cách sử dụng Avatar nữa. Nếu như mà trong trường hợp mà anh đang ứng dụng, anh làm nghề thì anh cũng có thể dùng Avatar để anh làm luôn, thì nó cũng sẽ tối ưu được rất là nhiều trong cái quá trình khi mà anh làm. Nhưng mà để mà chủ động hơn thì mình vẫn phải làm thủ công tốt, bởi vì với cái thể loại ảnh này thì mình làm thủ công nó sẽ đẹp hơn, nó đẹp hơn dùng Avatar. Với cái thể loại ảnh chân dung BT hoặc là kiểu loại nàng thơ này nọ này thì nó vẫn đẹp hơn mình dùng Avatar. Avatar sẽ phù hợp hơn với ảnh cưới, ảnh gia đình, ảnh này nọ, còn những cái ảnh khác, còn với phong cách ảnh beauty này này thì chân dung này thì làm thủ công nó vẫn sẽ có cái ưu điểm hơn. Ví dụ như cái tấm hình này bây giờ fix lại này. Đầu tiên là về cắt cúp này, thì anh phải lưu ý cho em là bất kỳ tấm hình nào cũng thế, kể cả ảnh đứng hay là ảnh ngồi hoặc là thể loại ảnh gì cũng như thế, là anh lúc nào anh phải kéo người dài, kéo chân dài. Bởi vì sao? Vì khi mà mình kéo cái người, kéo cái chân dài lên, cảm giác nhìn cái ảnh của mình ấy, nhìn nó sẽ, cái chủ thể của mình nó sẽ đẹp hơn, chủ thể của mình nhìn nó sẽ nổi bật hơn. Nên cái phần dáng nó rất là quan trọng, em nhấn mạnh là nhất dáng nhì da thứ ba khuôn mặt là như thế, cái dáng nó sẽ quyết định rất là nhiều. Còn cái phần da ấy, bình thường ấy thì khách hàng người ta make up này, người ta làm tóc, mặc trang phục layout lên thì rất là ok rồi. Người ta chỉ cần nắn nhẹ cái mặt, người ta chỉ cần đẩy sáng nhẹ cái mặt, làm sạch cái mặt tí là đẹp rồi. Nhưng mà cái phần dáng ấy, nó là cái phần mình phải xử lý rất là nhiều để cho người ta tôn được cái dáng người ta lên đó. Em luôn nói với mọi người là mình lúc nào cũng phải nhẩm trong mồm, mới là lúc nào cũng phải cho khách cao tầm cỡ khoảng 1m75 đến 1m8, không được dưới 1m75, hoặc ít nhất khách mà lùn lùn cũng phải 65 đến 70 đó, mình phải ước ước kiểu thế, chứ không được phép để cho người ta bị lùn. Kể cả khi mà cái dáng ngồi ấy là mình phải kéo dài lên này, kéo dài lên để cho cái hình thể người ta nó dài hơn, cái lưng nó dài hơn thì người nhìn người nó sẽ cao hơn. Đây là cái phần kéo người, tí nữa mình làm thêm vài tấm nữa mình sẽ nói kỹ hơn cái đây. Tiếp theo cái tấm này nè, cái tấm này hình như nó có mấy sợi tóc xuống dưới này nè, thì anh đừng nhặt mấy cái sợi tóc đi nhá. Có sợi nào mà nó loang quang đó thôi, để em xem thử cái tấm này nào. 23873 này, xem thử xem nào. Xem cái sợi tóc nó như nào. Do anh chưa làm phong cách này, phong thể loại ảnh này nên ra anh không hiểu được, là cũng bình thường bị có những cái phần mình không được phép nhặt đi. Hôm nay cũng có một bạn làm cái ảnh chân dung này, là có mấy cái sợi tóc để rơi xuống này thì bạn ấy nhặt đi thì cũng không được. Khi mà nhặt đi thì không được, nó sẽ không còn đúng với cái phong cách này nữa. Ví dụ như này không được nhặt này. Đó, tấm này thì ok, tấm này nhặt được một một dòng một sợi sợi này cũng được này. Nhưng mà ví dụ như tấm này thì không được nhặt. Đó, ví dụ như tấm này. Đó, có nhặt thì nhặt cái sợi nhỏ thôi. Cái sợi to là không được nhặt. Đây xem của anh này. Đó, của anh nhặt hết trơn rồi. Đây. Phải anh nhặt đây, cái này là không được. Anh không được phép nhặt cái sợi này này. Cái sợi này là lúc mình make up mình cố tình để đây là cái trend của người ta. Kể cả tất cả những cái sợi này khi mà anh nhặt, anh chỉ được phép nhặt hai sợi này thôi này, sợi này với lại sợi này thôi. Mấy sợi này trên này cũng không được nhặt này. Đấy. Hai sợi này, nhặt hai sợi này thôi này, sợi này với lại sợi này. Và mấy sợi này không được nhặt. Mấy sợi này không được nhặt. Đấy là với cái thể loại này. Đây ví dụ như tấm này chẳng hạn này. Tiếp theo kéo xuống để cho anh xem. Hôm nay có bạn này bạn làm với bạn nhặt hết sạch rồi. Kể cả ví dụ như bộ này nhá, như cái tóc này không được nhặt này, không được phép nhặt này, để y này luôn này, là không được phép nhặt này, để y này luôn này. Đây là những cái yêu cầu của những cái thể loại ảnh nó kiểu thế. Đây xuống dưới này có một cái, trừ phi có một cái trường hợp ấy mà khách yêu cầu nhặt đấy, khách yêu cầu nhặt thì mình mới nhặt thôi, chứ còn không thì mình sẽ không nhặt. Đây anh xem cái dáng này, đây để sửa tiếp, thì trước khi sửa tiếp cho anh xem cái ảnh này.
Đó, anh thấy em xem cái ảnh này chẳng hạn này, anh thấy cái dáng này đó, nó bị ngồi lùn lùn này, mình phải kéo làm sao cho người ta dài được người lên này. Là cái dáng nó rất là quan trọng kiểu thế. Đây, tất cả những cái tấm này người ta để một sợi tóc xuống như này là người ta cố tình để đây này, rất là để một hai sợi cũng như thế này, cố tình để này đó, đây này hai sợi này không được nhặt này. Đây bộ này à, ví dụ như bộ này chẳng hạn là bộ này hôm nay bạn bạn kia làm mà nhặt hết mấy cái sợi trên này này, tất cả những sợi trên này là không được nhặt này. Nó kiểu giống kiểu là ánh sáng, kiểu là gió này, tóc đang đang bay ở trên này nó kiểu phiêu phiêu ấy, nó mình nhặt đi là tự nhiên nó lại thành xấu. Nó nhặt thành xấu. Mình chỉ bôi 2 mét lên thôi, mình bôi 2 mét lên cho nó mờ mờ thôi, chứ còn mình không nhặt mấy cái này, mình cũng không nhặt này, chỉ bôi 2 mét mờ mờ thôi, nhặt đi là nó sẽ bị hỏng mất. Ok thì tạm thời là như thế để cho anh hình dung được là cái nào mình nên nhặt, cái nào mình không nên nhặt đó. Ví dụ như cái tấm này chẳng hạn này, mình có nhặt thì nhặt được này, thế nhặt sợi này này, nhặt sợi này này, nó nhặt mấy cái sợi nhỏ nhỏ được này, đó mấy cái sợi này nhặt được. Còn như tấm này là anh nhặt như là lối này đó, nhưng mà lối nhặt được thì thôi. Bây giờ thì mình sẽ nói thêm cái phần nữa là nắn bóp này. Nắn bóp là cái tóc này này, anh nhìn cái tổng quan này, nắn bóp thì anh phải nhớ này, nắn bóp ấy bất kỳ cái tấm hình nào cũng thế, nhưng mà mình nắn bóp ấy là đặc biệt ảnh chân dung ấy, cái cổ ấy nó phải bé hơn cái mặt, là cái cổ trong trường hợp mà cổ người ta ngắn ấy thì bình thường nhá, cái cổ nó ngắn ấy thì nó sẽ to bằng mặt hoặc nó sẽ to hơn mặt, thì mình sẽ phải ép cái cổ vào để cho cái cổ bé hơn. Ví dụ như cái ảnh này thì cổ dài nhưng mà cái cổ nó to bằng cái mặt, thì mình phải ép cái cổ vào. Xong rồi hai cái vai nó phải bằng nhau này, nó là cái nguyên lý đối xứng này, hai cái vai nó phải đều bằng nhau này, bên này đang bị thấp hơn, bên này đang bị cao hơn. Xong ánh sáng nữa này, bên này đang bị sáng hơn, bên này đang bị tối hơn này, mình phải xử lý được. Nắn bóp cũng như thế, cả ngực cũng như thế, là mình sẽ phải đẩy lên cao này, phải cao bằng nhau. Đó. Tóc này cũng như thế này, mặt cũng như thế này, mặt hai bên cũng phải to đều bằng nhau. Đó, môi cũng như thế, hai bên phải to đều bằng nhau, mắt cũng thế, cái lông mày cũng thế, lông mi cũng như thế. Này tóc này, cái vùng này nó đang bị anh chấm tóc này đi hay như nào đây? Tóc này cảm giác như nó bị mấy cái đục đục này. Cái này anh chấm à? Xài cái đúng rồi, xài cái brush chải. À, không cần thiết. Tự nhiên anh làm ở đây khiến là thành xấu. À, đấy là về những cái phần lối cơ bản. Để tí em sẽ xuất lại cái file này, kéo màu xuất lại cái file này để fix lại cho anh xem thử. Là về cái nắn bóp thì nó cực kỳ quan trọng với cái phong cách này, hoặc là thể loại ảnh nào cũng như thế, nắn bóp rất là quan trọng. Nắn bóp thì nó với cái thể loại này nắn bóp nó cũng sẽ lâu hơn, và kể cả ảnh cưới cũng như thế thôi, ảnh gia đình cũng như thế thôi, nắn bóp rất là quan trọng. Đấy, về cái đấy là về cái tổng quan. Cái màu sắc thì nó hơi tối rồi, tay này thì cũng chưa bôi mịn màu này, còn làm bôi thì nó vẫn đang bị loang này, quần áo này, trang phục nó cũng chưa bôi này. Bây giờ fix cái tấm này thì đầu tiên ấy, là em đã cắt cúp lại rồi này, lúc nãy là em cắt cúp lại rồi này, cắt cúp với lại em kéo người rồi này. Sau khi cắt cúp kéo người cân đối cái tấm hình xong ấy, thì mình sẽ bắt đầu mình nắn bóp này, dùng mờ mình khoanh vào nắn bóp này. Mình nắn bóp vậy là mình sẽ nắn, mình sẽ nhìn tổng thể để mình nắn. Đó, đây đầu tiên thì anh xem cái vai này, nó bên này đang bị thấp hơn này, với lại cái vùng chuyển ở vai này nó đang bị gồ ghề đây này, anh phải zoom gần vào để anh nắn cho nó vùng chuyển, cho nó đó, vùng chuyển nó êm lại này. À, bên này cũng thế này. Nó nắn cái vai vào, nắn cái tóc, cái nó cái cổ vào. Mình nắn ấy, là mình sẽ nắn bình thường là mình sẽ nắn cái mặt trước, hoặc là mình nắn tổng quan thì mình nắn tổng quan cái mặt trước, rồi mình nắn xuống cơ thể. Hoặc là bình thường sau này mình làm quen là thì mình sẽ xem cái tấm hình của mình ấy là nó có cái lối ở phần nào thì mình sẽ nắn luôn cái phần đấy. Tóc thì nó bị gồ ghề này, nắn lại đều này.
Nhớ cái sợi tóc mà tí phải chấm qua này. Nắn xong ấy là mình nắn thấy ok rồi, nhưng mà mình cũng không biết là nó có đẹp hay không đâu. Bình thường như kể cả em làm thế thôi, mình nắn xong mình không thể biết được nó đẹp hay chưa, nó có cân đối hay không, đầu có bị to hơn cơ thể hay không. À, khi mà mình nhắn xong ấy, là mình phải xem, bấm cái preview này để mình xem, đi xem lại xem nó có cân hay không. Đó, đặc biệt khi mà anh nắn anh phải để ý cái vai này, nó cũng phải cao bằng nhau, anh cổ này nó phải thon này, đó anh thấy không, nó thon vào này. À, nhìn người sẽ thon hơn nhiều này, không còn bị gồ ghề, không còn bị thô, không bị cứng người này. Đó, mình xem ấy, mình xem cái bức ảnh của mình phải xem, mình phải zoom ảnh xuống nhỏ xuống tầm này để mình nhìn được tổng quan này. Cái này gọi là cái góc nhìn tổng quan, góc nhìn của khách hàng. Góc nhìn khách hàng người ta sẽ nhìn góc này nhiều. Bởi vì sao, đập thẳng vào mắt của người ta sẽ nhìn được cái tổng tổng người ta nhìn được cái tổng quát, người ta nhìn được xem ảnh của mình có đẹp hay không. Kể cả cái người đàn bóp hoặc là người làm như mình thì mình cũng xem ở góc này thì mình mới nhìn được, mình nhìn mình mới xem được cái file của mình nó có cân đối hay không. Nó đẩy ngực lên này. Kéo tay áo xuống để cho cảm giác nhìn nó vai nó thon hơn, người thon hơn này. Rồi, nắn chỉnh ở đây một xíu này. Rồi zoom gần vào xem là tay này, xem tay có bị xấu không, có bị cong gì không này, có bị vênh gì không. Nếu như mà tay đẹp được thì thôi, không cần phải sửa. Rồi bây giờ quay sang về những cái tiểu tiết này, xem lại trên cái khuôn mặt này, xem mặt có cân bằng hay chưa. Nếu như mà cân bằng thì ok thì mình làm, mình sẽ đưa nó ra ngoài và mình làm ra. Mà môi em đẩy lên tí này, mắt này thấy cũng cân đối rồi này, cầm mũi này đều một tí nữa này, kéo nhẹ thôi. Mặt thì lúc nào cũng thấy, cằm thì chia từ trên đỉnh mũi xuống này, cằm ở đây hai bên này nó hai bên là sẽ là hình chữ V chéo xuống như này, nhìn thấy cân đối là được là ok. Đó, bây giờ mình ăn preview này. Đó, anh nhìn thấy cái sự thay đổi không nè, nhìn nó gọn hơn nhiều đúng không? thấy Nhìn cái cổ ấy, quan trọng nhất là cái cổ với cái vai á. Đấy, đệ cổ vai nha, nó đang bị to này, giống kiểu như là tập gym ấy, giống kiểu người thể hình ấy. Bây giờ xuống nhà mới thon rồi này, nhìn người tự nhiên gầy đi này. Bình thường những người gầy ấy, người ta sẽ thon cổ, cái vai của người ta nó sẽ bị trúng xuống, nó sẽ bị bằng ra. Đấy là về cái nắn bóp này. Và cái thông số nắn bóp nữa thì anh cũng để ý này, thông số để rất là nhỏ đây. Phần này đang bị cao hơn xíu, mình nắn nắn xuống này. Đây là về nắn bóp. Tiếp theo đó, và mình xử lý một vài cái lỗi của anh đang làm đang bị mắc phải này. Thứ nhất là cái lỗi bị lem áo này. Đó, thì cái lỗi bị lem áo này thì anh phải xem lại cái phần này. Khi mà anh bôi á, lời dùng S này, cái khoảng 50 để chấm lại này, 60 đi. Chấm lại này, nó không bị lem này. Bây giờ bắt đầu tán lại, trước khi mà tán lại thì xử lý cái phần tóc này một tí này. Nó dùng S này để khoảng 60 này. Tất cả những cái bước này anh phải xem đi xem lại để anh xử lý này, để không bị sót này. Đó, để sợi nhỏ thôi này. Bài học hôm nay mình sẽ fix bài và mình sẽ làm thêm bài cái sản phẩm để, và mình sẽ ứng dụng thêm cả avatar vào, thì buổi sau thì anh có thể xem để anh xem lại cái cách làm. Đựng gì vậy, cái này xuống này. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái mắt nhìn của mình ấy, mình phải biết là mình sửa cái gì, mình sửa những cái phần là nhiều. Đó.
trên khoảng 30 này. Nó chấm nhẹ trên này xuống một cái nữa này. Đó, xử lý xong phần tóc này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hai bét này. Hai bét thì với những cái mặt chân dung anh nhớ nha, những cái chi tiết lớn ấy, da lớn ấy thì mình phải để thông số lớn. Ở đây em sẽ để tổng cộng 2 chấm thôi. Cái mặt này thì cũng không phải lớn lắm, chi tiết phải lớn lắm. Đó, cũng phải bán thân rồi. Đấy, để khoảng 2 chấm mà mình để khoảng 25 này. 25, 25, 25, 35 đây. Là thông số bôi này. Và bắt đầu bôi này. Bôi ở đây thì anh nhớ này, khi mà anh bôi trên những cái vùng da lớn này, anh bôi á, anh có thể bôi mạnh, anh bôi nhìn khi mà anh bôi anh xoay tròn này thì anh có thể bôi lem một tí vào tóc cũng được này. Và khi mà anh bôi là anh phải nhìn được cái bề mặt mình bôi xong ấy, là anh phải thấy nó mịn luôn, nó sạch luôn như này thì mới gọi là bôi này. Đó, ví dụ như giả sử lúc này nó bị sần sần nhưng mà khi mà mình bôi xong ấy, đó, nó sẽ sạch nha. Đó, xong rồi tiếp tục mình xuống cái đỉnh mũi này, mình vuốt hai bên mũi này. Anh phải tô đủ như thế này vào cái mặt ấy thì nó mới sạch được, còn không không tô đủ thì cái mặt nó rất là sần đó. Xong rồi hai bên này này, đó, bôi bên dưới này này. Bên dưới này này. Mắt này. Đó, sau đó thì bắt đầu mình bôi má này. Nếu chưa những cái điểm trắng là mình được bôi vào những cái điểm trắng. Mình cội, mình kẻ theo cái khối mặt thôi, mình bôi má này, mình xoay tròn má này, xong rồi mình vuốt hai bên này. Xong mình vuốt má thì mình vuốt cằm thì mình vuốt từ trên này xuống này. Đó. Mình vuốt mạnh tay nhá, anh cứ vuốt mạnh tay đi, anh làm anh bôi ở trên này, anh cứ bôi mạnh mạnh tay đi. Bôi làm sao để khi mà mình nhìn vào phái là mình thấy nó mịn đi. Những điểm trắng thì mình phải hạn chế bôi vào. Đây. Đó, đã không bôi thôi, bôi bôi cho sạch này. Mình sẽ tập trung mình bôi cái mặt trước, còn cái dưới mặt đó thì tí mình sẽ bôi sau. Mình sẽ chia ra làm hai lần bôi để cho nó tự cho nó tự tập trung vào khuôn mặt. Đây. Tích lại này. Đó, bật tắt này. Đó, xem từ xa này. Đó, nhìn zoom gần để xem này. Đó, trong trường hợp mà mình lỡ bôi mạnh quá này, cái đoạn này lúc đầu anh bôi nó bị lối này, anh cắt cái tóc nó bị lối hết đen hết đoạn này, này. Đó, mình fit lại đây này, mình tán lại ra đều lại này. Đó, mình đánh lại khối mũi này, cho khối mũi thẳng hơn này. Ví dụ mịn quá thì mình có tăng lạm đây này. Đó, tăng lạm đây, lấy lại chi tiết tí này. Đó, để mình xem lại này. Thế ok rồi thì mình mới dán lớp vào. Tiếp tục để hai bét này, để khoảng 20 này. À, để 2 chấm này. Để bôi cái vùng ở dưới người này. Đó, những cái vùng mà thì anh có thể chuột to bình thường thôi. Xoay tròn này, xoay ngang này. Đó, xoay đừng để lem vào quần áo. Luôn gần vào này. Đó, cái cổ này. Xoay theo cái cổ, theo cái đường sáng đi. Đó. Vùng nào tối thì mình xoay theo vùng tối, vùng sáng thì mình bôi theo vùng sáng. Xoay luôn trang phục này. Xoay luôn tay này.
sai luôn mặt bàn này. Đó, bật tắt đây. Đây mình xoay, cố gắng mình xoay cho nó đều này. Đây, cái đoạn này của mình lúc đầu nó đang hơi bị lệch ánh sáng này. Bôi lại đây một xíu này. Cái đường vai này đáng nhẽ ra mình còn để này, nhưng mà cái này do anh bôi mất tiêu rồi này, nên là em bôi nó còn một tí mờ mờ thôi. Nhưng mà khi mình bôi ấy, là mình phải để cái đường này, cái đường quai xanh này, mình phải để hai bên. Đó, mình bôi thì phải bôi mịn nha, thì bôi như này thì nó mới sạch được tay như này. Đó, bôi xong rồi này, bây giờ mới cân màu này. Cân màu thì mình sẽ dùng Alia SD. Đó, đẩy cái phần màu đỏ lên này, màu vàng này, đẩy màu vàng lên này, để cho cái da sáng lên này. Đó, da sáng từ màu da đến màu tay nó sáng lên để khoảng 70% này. Từng vấn nó để khoảng 50 này. Bên này là trắng thì bên này là đen này. Đó, dùng vấn nốt mềm này. Sẽ lấy lại màu môi này, khoảng 30 thôi, lấy nhẹ lại vùng má này. Ok, xong bây giờ mình sẽ lấy lại màu má này, cho màu má vào này, để 100% này, khoảng 15 thôi này, thôi để khoảng 13 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cách tiếp theo mình fix màu nữa thì mình có thể fix ở trên camera nó sẽ dễ hơn này. Đây vào trên camera này, mình fix ấy, thì cái phần này nó là phần về thuộc với cái phần cảm giác, cảm giác ánh sáng không, cảm giác ảnh thôi. Là cái phần này mình sẽ vào đây để mình click, mình chọn cái nền này, mình tăng cái sáng cái nền lên này, chọn cái phần background này. Đó, mình đẩy sáng cái background lên. Mới giảm cái contrast xuống để cho nó đỡ gắt này. Còn với cái ảnh ấy, thì mình quay lại này, mình giảm shadow nhẹ xuống một tí này, để cho cái tóc này nó được êm hơn này, để sáng lên một xíu. Đó, ví dụ như mình muốn ảnh hơi trắng thì mình có thể xanh thì trắng hồng thì mình có thể cho trắng hồng xuống một tí này, mình cho vừa thôi. Đó, màu da này, để da sáng lên tí này, trừ màu xuống này, trừ màu vàng, trừ màu da nhẹ xuống tí này. Họ muốn phụ màu da trắng hồng thì đây phụ đây này, mình sẽ đây khoảng 230 này. Cái này thì mốt mình cứ xem đi xem lại thì anh mới nhớ được, chứ còn bây giờ mới đầu xem anh chưa hình dung ra đâu. Mốt anh xem đi xem lại sẽ anh thuộc được màu ở trên ám, trên trang phục này có màu blur này, họ để sáng lên này, màu tím này để sáng lên này, hoặc là trừ màu đi cũng được. Đó nha, line white này có thể đẩy lên tí cho căng hơn này. Đây anh xem thử sau khi mình fix màu, cân màu lại này, đó thấy không, nội chủ thể lên này. Bây giờ mình so sánh thử với cái file gốc này, Ctrl A Ctrl C này, về lại history này, Ctrl V lại này, đó. Thì mình có thể đặc biệt thì để ý cái mắt nữa nhá, cái mắt này vẫn chưa được thì tâm ra cảm giác nhìn ảnh nó chưa được ok. Đây mắt thì vào cái trắng răng này, đó, chọn vào cái mắt này, mình sẽ để khoảng 50% thôi, hoặc là 40% thôi. Đó, căng chân đồ lên đẩy căng lên xíu nữa này, 30 thôi.
Đó, anh nhìn thấy nó khác nhiều không? Thấy nó sạch sẽ hơn không? Xem cái ảnh mình làm Photoshop này. Các bước đó, mình làm mình sẽ phải để ý được các bước khi mà mình làm ấy. Đây. Anh xem ở trên màn điện thoại của anh ấy. Được xem ở trên màn lốp, bây giờ anh xem thử trên màn màn lát xem nó có bị sáng nhiều không. Nếu chắc chắn là xem màn lát thì màn cái ảnh này sẽ sáng trắng nhiều này. Được rồi, để xem. Anh xem ở trên màn iPhone thử xem nào. iPhone thì có màu hồng thôi, nhưng mà cái xe cái màu hồng. Màu hồng mà nó sẽ phải hơi trắng trắng như thế nó mới được. Để em gửi qua điện thoại anh xem nhá. Xem chi tiết này. Gửi qua Zalo này. Em cũng xem trên điện thoại của em luôn để so sánh để xem thử này. Đó, anh bật điện thoại lên đi. Đó, anh nhìn cái file bên hai bên nó khác nhau nhiều đúng không? Nhìn file bên này, nhìn file sau khi fix xong anh nhìn nó cảm giác nó sạch sẽ với này, nó căng hơn này. Khối mũi này, má này, mắt này, tóc này. Đó, trang phục này, vai này, cổ này. Anh nhìn cái cổ ấy, nhìn hai cái cổ này. Nó khác nhiều đúng không? Được. Đó. Anh xem đi, anh xem điện thoại anh zoom to lên mà xem. Anh lăn lăn điện thoại zoom to lên để anh xem chất liệu ra. Để em nén xuống. Ok. Bây giờ anh xem lại rồi anh có gì thắc mắc không? Anh xem lại cái đoạn này rồi có gì thắc mắc anh có thể hỏi em giải giải đáp không? Thắc mắc ở chỗ mà thì mình tán cái da nó ra thế theo một bức ảnh đẹp đó là mình tán là có nó có khối trong cái khối trên cái gương mặt của chị này nè, có cái chỗ sáng và cái chỗ tối, cái khối sáng cái khối tối mình tán nó đều ra là nó đẹp rồi, mình không có cần phải giữ cái khối đó là nhiều không. Bây giờ anh đang hiểu anh đang hiểu cái khối như là ví dụ như cái hệ tấm hình của anh này nhá, ví dụ như cái tấm hình này của anh này thì như cái tấm hình này của anh này thì bây giờ ấy là nó đang bị cái vấn đề là những cái vùng khối ở trên cái khuôn mặt này, những cái vùng sáng tối cái khuôn mặt này nó chưa được chuyển, nó đang bị loạn này, nó đang bị ví dụ anh để ý khi mà anh zoom vào đây này, nó những cái gọi là những cái chi tiết ở trên da nó đang bị loang này, đó anh nhặt này nó bị loang này. Đúng Đó thì ví dụ như khi mà anh tán á thì tí nữa em sẽ làm một cái file từ kéo màu ra em tán thì em sẽ giải thích cái đấy chi tiết để cho anh hiểu được và hiểu được cái cách tán. Còn bây giờ thì để mà nói thì anh sẽ xem so sánh hai tấm hình như này thì anh sẽ dễ hiểu hơn là khi mà mình làm thương mại á là cái kỹ thuật tán hoặc là cái cách khi mà mình làm ra đây là gì, là mình sẽ phải làm sao cho chủ thể của người ta nhìn nó phải sạch, da phải sạch và nhìn nó phải nó sạch và nó căng lên. Còn về cái khối của nó là gì, nó khối của nó là những cái điểm sáng điểm line trên cái khuôn, đây là cái điểm line có cái đường trắng ở trên đỉnh mũi này này đó, và hai bên má này, này và cái dưới cằm này, này ở trên môi này, những cái điểm bóng bóng môi này mình không được phép bôi đi này, thì gọi là những cái khối line. Còn ở trên cái khuôn mặt của mình nó sẽ có những cái vùng da lớn như kiểu trên trán này này đó, hai bên má này nó là hai cái hình, hai má là cái hình tròn này. Đó, đây này gọi là những cái vùng vùng da lớn. Anh muốn hiểu hơn về khối á thì anh có thể xem những cái video về người ta vẽ phác ấy, hoặc là anh xem những cái hình ảnh về vẽ phác ấy, để anh hiểu hơn về cái khối. Còn khi mà mình làm trong hình ảnh thương mại ấy, là gì, là mình sẽ phải đánh cho nó đều mịn hơn chứ mình không được phép để cho nó quá chân thật. Như cái ảnh của anh kia thì nó da của nó đang ở cái mức độ nó bị chân thật quá nó bị thật quá, nhìn nó không được mịn màng, nhìn nó không được mịn màng nên đâm ra là nhìn nó sẽ rất là nguy hiểm. Nếu như mà giả sử mà mình làm kiểu bình thường như anh làm nghệ thuật này nọ nhá thì khi mà anh đi chụp nghệ thuật này nọ thì người ta sẽ nói rằng là ok da nó phải như này như kia, nhưng mà với cái kiểu mình làm thương mại thì da nó sẽ phải giống kiểu
nói thẳng ra là da nó giống kiểu búp bê á, nó sẽ phải hơi ảo một Nó xíu. ảo Ừ, chứ nó không được phép mà bị kiểu, không được. nó không được phép kiểu bị thật quá. Thế như là nó bị thật quá này. Và những cái vùng ở dưới cổ thì, những cái vùng ở dưới cổ thì nó cũng nó cũng không được để nếp này. Mình có thể để cái đường này, đường ở cái xương quai xanh này là mình phải để lại này. Sau mình bôi những cái vùng xung quanh này đi. Cái khe 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 ngực ấy thì mình vẫn phải để lại cái khe ngực, còn lại những cái vùng xung quanh là mình phải bôi cho nó cà cà láng đi, cà mịn đi. Cái khác biệt của cái thằng tán da này á, là nó khi mà mình tán ấy thì cảm giác mình nhìn từ xa có vẻ như là nó rất là mịn, nó bị bệt, nhưng mà khi mà mình zoom vào thì cái texture da nó vẫn còn. Đấy là cái khác biệt này, khi mà mình zoom vào những cái hạt texture da nó vẫn còn này. Nhưng mà nó sẽ khác với cái kiểu nhiếp ảnh nghệ thuật một tí, là cái da của mình nó sẽ phải sáng hơn, nó phải trắng hơn, nó trắng sáng lên, trắng hồng lên thì giống giống như kiểu da búp bê á. Nó màu mắt, màu môi thì nó cũng phải nổi bật lên. Hiểu rồi, có nghĩa là nó hơi ảo hơn so với giá trị thực, Ừ, nó nó phải hơi ảo. ảo. Nó phải ảo chứ nó không được phép tự nhiên quá. Tự nhiên quá thì kể cả khi mà anh dùng Avatar cũng thế, anh dùng Avatar thì anh cũng phải hiểu cách dùng ấy. Còn không, anh dùng Avatar mà anh không hiểu cách dùng, khi mà anh ép và reset của nó vào ấy thì nó lại thành xấu hơn, hoặc là nó lại bị lố quá. Thế nên ra là khi mà mình làm thì mình vào cái chủ đề ấy, thì mình phải hiểu được. Rồi mình làm thương mại mình phải hiểu được cái yêu cầu cơ bản đấy. Đây là về tấm này. Thế còn tấm này thì chắc là không cứu được này. Tấm này tí mình phải kéo lại, mình phân tích lại. Tấm này đang bị lối ánh sáng nhiều quá, nó bị mất hết cái màu rồi, nó bị mất hết cái độ tươi của ảnh rồi, màu nó bị khô quá rồi á. Bởi vì khi mà mình kéo tất cả những cái màu này thì phần lớn này mình sẽ đều kéo xu hướng là kéo theo màu, hai màu chủ đạo là màu trắng hồng hoặc là màu cam thôi, hoặc là tông cam thôi, cam tươi ấy. Màu này thì nó là chủ đạo, phải là màu trắng hồng này. Còn cái này á thì da nó lại bị đỏ quá này. Ví dụ nhá, cái này da này thì về bôi da này của anh này thì nó thực ra nó bảo là da thật hay không, nhưng mà cái vấn đề của da này là anh bôi này nó cũng đang bị lem này, và cái thông số của anh này, anh để cái thông số của nó khi mà anh bôi anh thấy có cái vệt này, nó bị lem hẳn ra này khi mà anh bôi á. À, nó bị nguyên một lượt về da luôn, là khi mà anh bôi á, là anh để to như này anh bôi không được này. À, 2 fps không thể bôi ở cái dạng như này được, 2 fps lúc nào cũng phải zoom vào tầm như này để bôi. Có nghĩa là như nào, ví dụ giả sử em bôi 2 fps trên cái tấm này, nó ăn nhầm mất rồi. Đây, 2 fps đây, với cái ảnh này thì em sẽ được khoảng 2 chấm thôi nào. Đó, 2 chấm để xem cảm giác thấy nó mờ mờ như là được này, hoặc là đây. Thông số ở trên này cũng rất là quan trọng này, 25 này, 25, 25, 35, và nhớ là cái này phải để không này. Anh phải cực kỳ để ý cái thông số này, không là anh bôi sẽ cực kỳ khó này. Thế khi mà mình bôi không, anh bôi như thế này là chắc chắn sẽ bị hỏng khối này. Trừ phi là anh phải làm nghề rất là lâu rồi, hoặc là anh phải làm rất là thuần thục rồi thì anh để tầm này anh bôi mới chuẩn được. Hoặc là anh bôi chân tay thì anh có thể góc này để anh bôi. Nhưng mà bôi những cái vùng ké như thì không thể nào mà được phép để to thế được, lúc nào cũng phải để tầm này thì anh mới bôi được. Và khi mà để tầm này anh bôi này, anh thấy cái cách bôi là như này, mình xoay tròn ở trên những cái vùng da lớn này, mình xoay tròn này, đó, xoay tròn và mình xoay được một vòng mình thả ra, xoay một vòng mình thả ra, mình tán đều ra xung quanh, đó đây. Và nhớ là khi mà anh tán này là cái kích thước chuột là anh phải dùng cái sâu sâu rau này, cái trên cùng nhất này, và cái palette này anh phải để về không này, có nghĩa là để mềm ra này, không được phép để thằng này lên này, thằng này lên là coi như hỏng này. Đó, và khi mà anh tội bôi á thì anh nhớ là anh tắt việt kỳ đi, và anh có thể dùng cái nút to nhỏ đây này, cái nút to nhỏ ở trên bàn phím của mình ấy, là cái nút dấu ngoặc, hai cái ngoặc vuông ấy, để anh làm nó sẽ linh động hơn. Ví dụ như đến cái vùng da nhọn thì anh để bé lại này, nó để nhỏ lại này, vuốt này, vuốt hai bên này, đấy, vuốt lên này, kéo từ dưới này lên xong thả chuột ra này, nó kéo xong thả ra này, nó kéo đoạn này này, thả ra, kéo xong thả ra,
mình kéo vuốt từ đây mình thả ra này, kéo vuốt từ trên xuống mình thả ra này. Đây. Giống như kiểu là mình vẽ tranh ấy, dần anh hiểu ấy, thì anh nó giống kiểu là anh dùng cái bút của anh đang vẽ tranh ấy, vẽ phác ấy. Nhưng anh phải hiểu cái khối trước đã thì anh mới vẽ phác được. Đây vuốt xong mũi xong này thì mình sẽ đánh cái phần má này. Phần má này nó cũng là vùng da lớn này. Mình xoay tròn này. Đó, xoay tròn thôi mình thả ra này, xoay được một nửa thôi mình thả ra này. Đó, bên này cũng thế này. Xoay được một nửa mình thả ra. Chứ cái má này không được phép kéo ngang ra, không được phép kéo từ trên này xuống. Bởi vì cái má ở đoạn này nó cái khối của da ở đoạn này nó là một cái hình tròn. Và là cái vùng má đào. Đó, giống như kiểu má con lợn ấy. Bình thường mình hay mua thịt lợn nó có chợ người ta hay bán cái đoạn lòng đào ấy. Nó ở trên đấy nó sẽ có một cái hình tròn ở đoạn mặt này này. Thì vì mình muốn cái mặt được tròn được đều ấy thì mình phải xoay tròn đoạn này. Đó, xong rồi mình vuốt cằm thì mình vuốt từ trên này xuống này. Vuốt cái mép này xuống này. Vào khi mình bôi là mình sẽ phải bôi cho nó sạch. Bôi là của anh đang bị lỗi, bôi lem vào môi này, không được phép bôi lem vào môi này, của anh đang bị lỗi là bôi lem vào môi mất rồi. Thậm chí nhiều khi cái môi mình cũng có thể bôi được nhưng mà mình không nhớ là cái điểm trắng ấy mình không được bôi vào thôi. Tay này cũng thế này. Mình bôi như cái này để mình hiểu được khối, để mình hiểu được cách bôi thôi. Hôm mốt mình làm ảnh cưới này nọ hoặc là mình làm những cái ảnh chân dung này thì mình làm mình kết hợp thêm cả avatar nó sẽ tiện lợi hơn, nó nhanh hơn. Nếu mà mình làm thương mại kể cả ảnh gia đình này nọ. Còn trường hợp nhiều khi mình làm mình không có mạng này, mình không dùng được avatar này hoặc là mình đi đâu xa này, mình có thể lôi ảnh ra mình làm cái hai bét này. Hai bét này cũng có cái video em hướng dẫn làm ấy, làm bằng action đấy, nhưng mà anh tạo từ tạo bằng action cũng rất là đơn giản. Một tí nữa em gửi cho anh cái video hướng dẫn tạo cái hai bét này này trên panel này. Đó, bôi này. Khi mà mình bôi á, mình bôi cái ảnh ấy, thì mình sẽ phải bôi những cái vùng nào có da thì phải bôi. Thì bôi hết vào, càng bôi kỹ thì nó càng đẹp. Nhìn nó càng ảo. Người ta muốn đẹp giống kiểu búp bê á, chứ này da này này nó đang của anh là đang bôi nó bị lem. Và anh nhớ này, cái chân này, cái chân với cái tay khi mà anh bôi là anh chỉ được phép bôi ở dưới thôi, chứ anh không được phép bôi ra mép. Bởi vì khi mà anh bôi ra mép nó sẽ bị hỏng mất cái khối. Giống là gì, cái những cái vùng ở bên mép hay là những cái vùng tối khi mà anh bôi thì nó sẽ bị sáng ra, thì cái chân thì nó sẽ bị vuông vào, nó bị bệt, nó giống kiểu một cái tờ giấy. À, với chân tay thì anh chỉ bôi ở cái đoạn ở dưới thôi, còn hai bên mép là mình không bôi, trừ phi nó bẩn quá thì mình mới bôi thôi. Bôi cả quần áo, bôi cả những cái gì, nói chung là cả bóng bay này, có bẩn thì cũng bôi luôn cả bóng bay. Có phần khe đét cũng thế này, bôi đều xuống này. Khi mà mình bôi xong mình tích vào đây để mình xem cái gì thay đổi này. Mình có thể tăng giảm được nhưng mà anh xem thử này đó. Rồi, bây giờ anh để ý nhá, cái khối nó là như nào nhá. Bây giờ em tắt để cho anh xem cái khối là như nào. Cái trước của anh sẽ là như này. Và cái gì, cái ảnh của mình ấy nó đang bị cái đường sống mũi nó không được thẳng này. Và cái má của mình nó đang bị bệt ra này. Đó, nó cái cằm hai bên này nó không được vuốt xuống, cằm nó không được dài này. Cái trán trên này thì bị bụng này. Thế bây giờ bật lên này anh xem này. Đó, anh thấy không này, nó có cái nó tạo một cái đường thẳng tắp từ trên này xuống, cái mũi nó thẳng lên này. Đó. Còn hai bên cằm này nó sẽ vuốt xuống này, thế nó sẽ dồn hết về cái cằm này. Đó. Trên trán này cũng sạch hơn này, zoom vào bề mặt xem này. Đó, nó sạch như này. Chi tiết thì nó vẫn y như thế. Của anh lỗi từ ban đầu của anh là nó đang bị cái này này. Nó đang bị anh đang bị bôi lem ra đây này, bị hỏng mất chỗ này, này. Đó. Còn cái chi tiết của cái tấm hình này thì nó đã ok hay chưa? Thì vẫn như từ ban đầu, như cái tất cả những cái file mình làm thì như em làm thì cái nào em cũng bảo đó là cái phần dáng mà mình phải kéo người này, như cái này là chưa được này.
cắt cúp là chưa được này, cắt cúp lại này, kéo người này. Đó, kéo cho người ta dài ra. Tiếp theo nữa là ví dụ cái bóng bay này, anh muốn nhân cái bóng bay ấy, thì anh có thể chọn bóng bay này để Pfizer là 0.2 này, cắt chân di lên này. Đó, mình nhân bóng bay ra này. Đó, dùng V này. Đó, nhân bóng bay to ra này, cắt chân T này. Đấy, để V này. Đó, lên sang bên này, này cho to ra này. Đây, trên này nữa này. Kiểu thế, ít thôi, mình cũng không cho nhiều quá, cho nhiều nó bị không được đẹp, nhưng mà mình cũng phải cho nó thì nó phải đầy một xíu. Còn cái nền này, ở cái nền này thì làm thế nào, cái nền này nó bị bật lên này, anh thấy không, nó bị lộ này. Đó thì vào trên camera này. Đấy, mình làm hộ kỳ là mình phải làm sạch sẽ. Anh dùng cái ca này rồi sau đó thì anh vào trên cái phần màu đây, ánh sáng này anh giảm xuống này, giảm cái phần highlight, giảm shadow xuống này, rồi nói chuyện là anh giảm để cho nó tối xuống đi, rồi xong anh bôi này, đó anh bôi vào này, bôi hết vào những cái vùng này vào này. Đấy nhé, từ bước đầu ấy, khi mà mình trước khi mà mình nhân bóng bay ấy, là mình phải vào bôi trước sạch xong tí mình mới bôi bóng, mình mới nhân bóng bay. Đây này. Mày ơi. Chết giờ rồi. Sau khi mình bôi xong mình muốn nó sâu xuống hơn nữa thì mình có thể dìm xuống nữa này. Đó. Đấy, xong về cái phần xử lý về tổng thể cái tấm hình, bây giờ mình nói về cái phần nắn bóp này. Đây anh xem thử này. Đó, nhìn nó gọn lên này. Đấy, anh thấy không? Đấy. Bây giờ về cái phần nắn bóp này. Đó, cái đùi đoạn này, dưới cái đùi thì đoạn này đã bị to quá rồi này. Đây, phải cho thon vào này. Mình nhìn được những cái này, mình cảm nhận được những cái này thì tự khắc mình sẽ làm mạnh nó đẹp rồi. Nếu mình chưa nhìn được ấy, mình chưa làm được ấy, nắn được ấy, thì mình chưa thể nào. Tức là mình chưa cảm nhận được. Bắp tay nó bị to này. Vai nó bị to này. Dùng gần vào. Mặt này ra bị to này, cằm này mình sẽ đính từ trên đỉnh mũi xuống này, cằm đây này, đó thì cái mặt này mình cho bé vào này, đó, nắn đều vào này. Cái mặt cho cái mặt đều lên này, nhưng mà vẫn phải giữ được cái nét của cái bạn này vào cái mặt không được khác của bạn này. Đó, ấn preview để xem này. Ok, rồi nắn bóp lại này rồi. Cái phần này em sẽ nắn nó trừ chấm nốt cái này để cho nó nhìn nó đỡ bị lộ đi. Rồi. Mắt này, mắt này bên này đang bị đỏ này. Dùng S được khoảng 50 này, zoom gần vào chấm cái này đỏ đỏ đi thôi. Bây giờ đến cái đoạn fix màu này,
Vallejo này, vào Select Color này, hầu như là cân màu da đấy, đoàn dùng cái này hết này. Select Color này, đẩy sáng màu vàng lên, màu đỏ này, đẩy sáng màu đỏ lên. Đó, thì lúc này cái da người nó sáng lên này, chân tay nó sáng đều màu rồi này. À, mình sẽ để Pfizer là mình sẽ để khoảng 80, mình sẽ để khoảng 70 opacity trên này này. Sau mình sẽ dùng brush này. Bên này là trắng này, thì bên này là đen này. Đó. Thì đây mình sẽ để khoảng 50 này. Nhớ là cái brush của mình là phải cái brush đầu tiên này và highlight lúc nào phải không này. Đây mình để khoảng 40 thôi. Mình bôi lại này. Lấy lại màu môi này. Nhưng mà cái giật màu da ấy, cảm giác nó vẫn hơi bị đỏ vàng ấy. Thì mình sẽ vào, bây giờ mình sẽ vào trên camera ấy, để mình thử bớt màu đi. Bây giờ mình sẽ để khoảng 70 thôi. Rồi bây giờ mình vào camera nhân lớp lên này. Đây ở trên này mình trừ bớt vàng đi này. Mình trừ bớt vàng đi. Xong vào phần màu da này, mình trừ bớt màu da đi, mình đẩy sáng màu da lên tí nữa. Đẩy sáng màu da lên, thì vẫn màu da lên một xíu này. Rồi đây mình phủ một lớp màu xanh lên để cho cái trang phục nó được sạch này. Phủ một lớp màu xanh này, 230 này. Kéo blend này cho nó ăn nhiều vào màu highlight một xíu này. Đó, về lại basic này. À, về lại cái phần line này, cho highlight lên một xíu cho nó bông lên một tí này. Rồi xong rồi giảm shadow xuống một tí cho nó mềm phai này. Tăng black lên một xíu chẳng hạn này. Tách làm cho cái da sạch hơn. Bây giờ mình sẽ vào mình đánh má, đánh môi này, má hồng này. Cái má này là lúc đầu của anh đánh nó hơi bị bệt ra. Tôi một tí trên định mũi nó giảm xuống này. Rồi đánh vào môi này. Giảm xuống khoảng 30, 40, 30 thôi. Mình fill màu ấy, mình có thể fill thêm nhưng mà có nghĩa là cái bước cơ bản ấy. À, mình để tầm như này, bây giờ anh xem thử này. Đó, mình khác nhau nhiều không? Căn chuẩn A, căn chuẩn C này. Rồi C ra này, là cũng cắt cúp nó rất là quan trọng, với lại mình làm cái nền nữa, nó cũng rất là quan trọng để khi mà anh làm là anh phải nhìn ra được những cái vấn đề của một cái tấm hình. Vấn đề của một cái tấm hình là mình làm sao phải cho chủ thể của mình được nổi bật lên và cái da nó phải tông da cái kiểu này nọ, nó phải trắng lên. Đây để con cho L em đẩy căng một xíu này. Bật cái Zalo lên để gửi cho anh xem. Anh xem ở trên điện thoại nha. Em xem thử xem. Em cũng bật lên để em check thử. Đường tối thì nó sẽ hơi tối một xíu nhưng mà cái chủ thể, cái nội cái anh nhìn cái mặt anh thấy nó baby hơn nữa, đúng không? Đúng rồi, baby hơn nhìn. Nó tươi hơn, nó tươi tắn hơn, nó baby hơn. Với lại cái nền của mình thì nó sạch hơn này, cái bóng bay này, bong bóng này nó làm cái điểm nhấn, làm cái phụ kiện lên rất là nổi bật này. Cái mắt mình quên, mình nhưng mình chưa làm trắng mắt thôi. Nhưng mà cảm giác là giống như kiểu là mình đã Photoshop qua, còn những cái file này của anh ấy là nó cảm giác giống kiểu nó chưa Photoshop ấy, nó chỉ chạy màu ra thôi ấy. Như cái file này nè, cảm giác giống kiểu nó chỉ chạy màu thôi. Nó vẫn còn bị nặng màu. Nắn bóp rồi vẫn chưa được. Cái background của mình xử lý, mình cũng chưa xử lý cho tới này.
đó là khi mà mình làm ấy, là những cái phong cách ảnh này là mình phải xử lý được như thế. Rồi tiếp theo đó, mà cái bôi da này anh phải để ý này, bôi nó còn đang bị lỗi nè, bôi này nó bị bay ra này. Cái tấm này thì thôi, tấm này không thích được rồi. Tấm này thì nó vẫn bị lỗi về màu, thì tấm này thì so với những tấm còn lại thì tấm này màu thì ok hơn, ánh sáng ok hơn, nhưng mà về retouch là chưa được này, nắn bóp cũng chưa được này. Thế nhá, ví dụ như nắn bóp nhá, tổng thể lại này. Thì nắn bóp ở đây anh thấy sau khi mình anh xem hai tấm kia, fix em vừa fix xong hai tấm kia thì anh nhìn cái tấm này thì anh xem thử xem cái nắn bóp ấy nó còn những cái phần nào nó mình cần phải xử lý. Cái cổ cổ tóc rồi không còn, chưa tròn chỉnh. Ừ. Cái cổ thì nó không được kho, nhìn nó hơi Ừ. to như người mặt. Ừ. Da thì chưa phải bị, da thì chưa chưa gai chắc phải bị, Ừ. tại vì đánh như là đánh thật vậy đó, như là thật nhưng mà không phải, nó phải ảo một tí, nó phải ảo thì nó mới đúng. Ừ, cái đầu tiên là cái phần vai ấy, với lại cái phần cổ ấy nhìn nó đang bị thô. Cái cổ thì nó bị to mà cái vai thì nó bị thô, cái vai nó bị cong lên đấy. Bình thường cái vai của cái người tập gym thì nó bị cong lên như thế. Cái này, cái đoạn này người ta gọi là cái xô vai này, cái xô đây này, chỗ này gọi là cái xô vai đây này. Thì bình thường người tập gym cái này nó sẽ bị cong lên này. Nếu với con gái, nhưng mà giả sử mà nó có cái này lên thì nó sẽ rất là xấu. Đó. Tiếp theo thì cái ánh sáng thì nó hơi bị đen này, tiểu tiết thì ở đây nó đang bị lỗi này. Đấy, cái phần nhặt tóc này đây còn bị lỗi một cục này. Đó. Về mắt này cũng bị đen quá này, mắt này đang bị đen quá này, cảm giác khi nó bị sâu này. Lông mi này chưa xử lý gì này, chưa ghép lông mi này, Lông mi chưa xuống. chưa nhặt tóc này. Đấy. Nói chung là hậu kỳ này rồi nó còn rất là nhiều lỗi này đây. Mi này cũng chưa xử lý này. Đó. Cái phần là có ở phía trên cái chén của chị này, có một cái phần mình đánh nó bị lát á, là mình chữa nó bằng cách mình dùng nhỏ là sao Cái này á. là do mình làm bị lỗi đúng không? Mình cái Đúng rồi, có cảm giác như nó bị lát da. cái này này, cái khóe cười nó bị đậm quá này, cái đoạn này nó bị đậm quá này. Cổ dưới này là chưa được này, chưa bôi mịn gì này. Cái vùng này này nó còn những cái đường nét của cổ này. Đấy, những cái phần này này, áo này anh để ý cái áo này không đi này, nó bị bệnh, nó bị lỗi này. Lúc mà mình bôi thì mình phải xử lý hết những cái này đi này. Đây, cái vùng ở trên này này, cái nách này, đó, những cái phần này nữa này, cái bắp tay bị tròi, bị cái bắp tay này, đây da này chưa bôi tới này, áo này chưa bôi tới, da chưa bôi tới này, tay này bôi hình như chưa tới luôn, hoặc là bôi sơ qua này. Đó, thì tóm lại là cái file của mình nó đang bị cái phần retouch mình nó đang thiếu rất là nhiều. Bây giờ xử lý lại một lần, nắn bóp lại này, nắn lại cái cổ vào này, nắn lại cái cổ xuống này. Đây, nắn lại này.
Làm sao khi mà mình nắn xuống thì nó thon hơn này. Rồi vai bên này này cũng cho xuống một tí này. Cái cổ tay rất là to này, cho cổ tay bé vào này. Đó, đẩy cái áo ngực lên này. Đẩy cái bắp tay vào này. Đó, đây là cái phần cơ bản nhất khi mà mình nắn bóp ấy, là mình sẽ phải nhìn nhận được cái những cái nhược điểm của khách hàng. Cái mặt này đẩy nhẹ một xíu này. Đó, sau mình bắt đầu tiểu tiết này. Đẩy cái này là một tí là cái khóe cười đẩy vào một xíu này. Định mũi này ép vào một tí này. Đẩy này là lên một xíu này. Đẩy thằng này lên một xíu này. Chỉnh này. Đẩy lên cho đều, cho phồng phồng tóc lên một tí này. Đó. Ok, nắn xong tổng thể này. Khi anh để ý khi mà em nắn cái vai này anh sẽ thấy người ta gầy hơn là một phần, nhưng mà vấn đề hơn nữa là mình nhìn cảm giác là cái lưng của người ta thẳng hơn này. Cảm giác như cái thế của người ta ngồi nó thẳng này, nó không bị gù ấy. Nhìn nó trẻ hơn ạ. Rồi bây giờ đến hai vết này. Hai pet này mình bôi là mình thấy tầm này vẫn thấy mặt vẫn thấy ok, thì mình có thể để tầm cỡ khoảng 3 chấm hoặc là 2.8 cũng được. Và bắt đầu mình lại bôi tiếp hai pet này. 25 này. Đó, xoa này, xoa ở đây là gì? Xoa ở đây là xoa ở đây khi mà mình tán ấy. Là mình để thông số như này, và khi mà mình tán lại là mình ghì tay này, mình tán làm sao cho mịn luôn đi, mình tán mịn sạch này. Vì da này của chị này là da người lớn rồi. Bốn mấy tuổi rồi, gần 50 rồi nên đâu ra là cái da nó bị sần, nó bị nhăn đấy, thì mình đó, mình xoa, mình xuân này. Đó, xoa lại cái đoạn này lối lên, xoa lại đi. Đó, khi mà anh xoa đấy, anh zoom vào này anh xem này, khi mà anh xoa là sao, khi mà anh xoa phải thấy được cái bề mặt nó mềm, nó nhắn xuống như này này thì mới gọi là sạch này. Chứ còn xoa xong rồi, ví dụ như giả sử như xoa xong rồi nhìn sang mới có bị sần sần như này không được này. Thì xoa mình kéo một lần chưa được, kéo hai lần chưa được, phải kéo ba bốn lần này, kéo làm sao khi mà kéo xong xuống có thể nó sạch như này thì nó mới gọi là sạch được. Đó. Bởi vì da này thì nó nhăn nên nó ra phải kéo bao hai ba lần thì nó mới sạch được. Ví dụ như xoay ở trên này chẳng hạn này, nó xoay một vòng ở đây thả ra, xoay một vòng thả ra này. Xoay đến khi mà mình xoay là mình phải xoay đến thấy nó mịn đi, sạch đi. Ví dụ như là xoay này, xoay này. Và những cái vùng chuyển ấy, ở những cái vùng khối ấy, đây, xoay ở đây chẳng hạn, còn cái vùng này nó là một khối riêng này. Đó, mình sẽ kéo từ dưới này lên này, kéo phải thấy nó sạch luôn. Đó, đây. Vuốt đây mình bôi lại đốt cái đường này đã, xong mình mới vuốt xuống mũi sau này. Đây. Đã bôi thì phải bôi nhìn nó cảm giác, phải nhìn thấy nó sạch luôn như này này. Đó, giống kiểu mình tô lại. Tô lại cái bức tranh ấy, đây này, đẩy lên này, vuốt xuống mũi này. Vuốt lúc nào thấy nó sạch thì mình mới bỏ ra thì vuốt chỗ kia, chứ còn vuốt mà chưa sạch là chưa được. Không phải vuốt một lần là được, mà nhiều khi vuốt hai ba lần nó chuyện bình thường. Tùy vào cái chất liệu da, da mỏng thì mình vuốt nhanh, còn da dày thì mình vuốt chậm. Da này thì da dày này. Đó. Kéo đẩy xuống này. Đoạn bóng này mình phải tô đi này. Xoay lại đây này. Đó, cái đoạn đen đen này thì làm thế nào này? Đầu tiên là cái đoạn khóe cười này, bôi này. Để cái hình tròn này chính giữa này, kéo từ dưới này lên này. Đó, nó sẽ từ mờ nhẹ đi này. Cái đoạn này thì đẩy ở bên dưới lên này, nhưng mà không cho nó ăn vào cái mép, không bị mờ vào cái mép này. Đó, mình làm thì cũng phải để ý không cho nó ăn vào cái mép bị mờ. Đó, bị bôi, mình bôi mà khó quá thì mình bôi cái mặt trước rồi còn cái thân tí nữa mình bôi sau. Vuốt cái cằm này. Đó, đã không bôi thì thôi, bôi thì anh bôi mạnh vào, anh bôi cho nó sạch hết đi, xong rồi mình điều chỉnh dần, mình hám lại dần.
Đó, đây là cái mặt này. Bây giờ mình bật tắt lên này. Đây. Bản chất đây là nó sẽ chỉ sạch hơn thôi, chứ còn về cái chi tiết đấy thì nó vẫn đầy đủ trên này. Đó. Cái này thì mình phải kết hợp thêm cả S nữa mình mới chấm được. Bởi vì cái da mặt này nó đang bị sần quá, nó bị sần nên làm ra mình phải chấm, kết hợp cả chấm. Cái này xoay thêm xíu nữa. Đây. Khi mà mình lỡ bôi như này rồi mình nhìn này, tổng quan nhá, mình nhìn từ xa thì mình thấy nó sạch rồi này. Đó, nhưng mà nếu như mà giả sử nó bị mịn quá ấy, thì mình zoom vào như này mình có thể điều chỉnh tăng giảm lên này. Đó, mình đẩy lên này. Đó, để mình xem từ từ này. Đó, thấy mịn là vừa phải thì mình sẽ để lại này. Đây. Đó. Bật tắt này. Thì đây mình mới gọi là mịn sạch được này. Đấy, quên còn đoạn này còn chưa bôi này. Ví dụ như là sự cái này chẳng hạn này, mình zoom gần vào mình bôi nó mới ký được, còn anh để to là không được này. Đó, nhớ là khi mà anh zoom anh bôi là anh phải zoom gần vào để anh xem được cái sự thay đổi khi mà anh bôi trên lớp đấy á, là anh phải thấy sạch mắt của mình khi mà mình bôi trên đấy, là mình phải thấy sạch thì mới gọi là bôi. Chứ còn mình bôi và mình bôi mà mình để xa là mình bôi mình không thấy sạch là chưa được. Để ví dụ như giả sử như cái miếng này này, bôi cà đi cà lại không thấy sạch này. Đó, thì tí nữa bắt buộc mình phải ra ngoài mình phải thêm cái S để mình chấm. Đó. Đây. Rồi bây giờ cái vùng này nó bị nếp nặng nặng quá thì mình dùng S mình chấm này để khoảng 25 này. Mình chấm này, chấm cho mờ đi này. Đây. Chấm từ dưới lên này. Đó, chấm vào những cái vùng này. Chấm những cái vùng nhăn này. Đó, xong rồi mình còn đánh má này. Đó, mình còn đánh môi nữa này. Mà anh nhìn từ xa đây này, do cái ảnh này của anh nó bị đen ở mắt này, nó đang bị đen ở tóc thôi, nhưng mà anh nhìn từ xa này. À, anh nhìn thấy cái mặt nhìn nó mịn hơn này. Mặt nhìn baby hơn rồi này. Trẻ hơn này, thấy không? Đó, mình căn lại cái khối ấy, bởi vì cái ánh sáng bây giờ lúc đầu nó đang bị này, nó bị loạn ở đoạn này này, nó bị loạn hết ở cái vùng mặt này. Đó. Thì nữa mình đánh má lại đoạn này nữa. Đoạn này kéo hơi bị má này, mình đoạn này mình kéo nó hơi bị rơi xuống một tí này, do mình tô mất cái điểm trắng này rồi. Tí mình đánh khối lại cũng được. Ở dưới bôi mịn ở những cái vùng ở dưới cổ này. Đó, mình những cái vùng mà nó có nhiều cái lối cơ bản như này thì anh phải zoom gần vào anh mới bôi, anh mới thấy được cái sự thay đổi này. Anh zoom mà anh bôi là anh bôi phải bôi được đây, đấy bôi sạch nha. Đây. Zoom gần rồi này. Đó, bôi là phải bôi ví dụ như cái vùng này mình đã xác định và mình bôi là mình phải bôi được sạch đấy, bôi sạch hết đi như này. Đây bôi nữa. Bôi những cái vùng này cứ bôi, mình cứ bôi đều xuống thôi. Bôi tay cũng như thế, bôi áo cũng như thế. Đó, ví dụ như áo này. Cái áo là bị lối này.
Cái phần này anh phải luyện tầm cỡ khoảng một anh phải tầm cỡ anh vừa làm vừa luyện này, vừa làm vừa luyện tầm cỡ khoảng một tháng thì anh mới thuần thục được. Đây tay này chưa bôi tới này. Bôi mờ này. Với những cái phong cách ảnh này thì đó, chủ yếu là mình sẽ xử lý cái kiểu bôi thủ công này thôi đây. Đó, anh phải bôi sạch đây, để chi tiết này, áo này. Đấy, để ý này, đó anh phải bôi lại hết này. Và vẫn tất cả các bước như lúc này thôi, vẫn là select color vào để tách này. Vẫn là tách màu da này, xong bôi lại màu môi này, xong vào trong Photoshop xong rồi vào trừ màu, hoặc là mình có thể đánh đổi màu, mình thêm màu má này nọ, thêm màu má màu môi này. Đó, cái color này để khoảng 40 này. Đây này. Để khoảng 80 đi. À, nó nhầm để khoảng 40 hoặc là 30 gì đấy thôi. Đối với cái tấm hình này của anh ấy, thì còn có rất là lối này, lối về mắt này. Nó xử lý cái mắt này, sợi lông mắt này, xong rồi xử lý cái tóc này. Đó, xử lý rất là nhiều phần đó. Rồi, lông mà. Cái đoạn này nó đang bị vàng vàng này thì cái cách mình fix như nào ấy? À, chuột phải vào này, Ctrl U này. Dùng tay chỉ vào đây. Đó, mình có thể đẩy sáng lên này. Đó, mình kéo sang bên này thì nó thành màu hồng, kéo sang này màu vàng thì nó đang vào màu vàng, mình chỉ kéo sang màu hồng để mình triệt nó đi này. Đó, mình có thể cân nha, đây trước sau này. Trừ bớt cái màu vàng này đi. Đó, còn những cái vùng này thì vẫn y hệt như mấy cái tấm kia thôi, vẫn dùng ép này. Để khoảng 80 này. Để bé ti nha, xong anh bắt đầu anh nhặt đi này. Đó, nhặt từ trên này xuống này. Nhặt thì giữ một đường chắc như này thôi, mình giữ một đường chắc từ trên này xuống như này. Đó. Giữ chắc từ trên này xuống nha. Đây. Ép được khoảng 30 chấm nhẹ xuống này. Đấy là sơ qua về cái phần tóc tai khi mà anh xử lý hậu kỳ. Rồi về cái phần màu mè nữa. Đây, chấm đây cũng chưa được này. À, mình chấm lại chỗ này một xíu này. Để khoảng 40 này. Đang bị lối này. À, đoạn này cũng đang lối một xíu này. Đoạn này xem vẫn hơi lối một tí này, chấm vào đây này. Đó, nối lại cái sợi dây này. Sợi tóc này. Rồi. Thế rồi mình đánh má này. Thực ra nó anh thấy không, nó không có nhiều bước đâu, nó chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái đấy thôi đúng không? Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là cái mắt nhìn của mình phải nhìn được ra đây này. Trong mi đây này, sợi này. Nên tham gia là những cái studio khi mà người ta làm gói là người ta làm một gói chụp beauty mà người ta sửa mười mấy tấm là thôi, làm sao mà chất lượng sản phẩm nó đẹp được. Kể cả sau này khi mà anh chụp cũng thế, một gói mình chụp tầm là cỡ mình chỉnh tầm cỡ khoảng 6-7 tấm thôi, hoặc là 6 đến 8 tấm thôi. Cái này thì anh học bằng cái thủ công thì anh cứ thấy nó mệt, anh thấy thế nó hơi khó một tí, nhưng mà mình phải chịu khó xử lý được cái phần này thuần thục. Đến bữa mà mình áp dụng về Avatar thì nó sẽ nhàn hơn, nó sẽ dễ hơn nhiều.
họ sẽ tối ưu hơn cho anh nhiều, anh sẽ đỡ bị không nặng nề quá về cái phần hậu kỳ này nữa. Thế này thì anh phải ghép cái lông mi hôm nọ em gửi cho anh ở trên Zalo ấy. Nó xử lý cái tóc này, đoạn này vẫn hơi đậm này, dùng gì này đó, để khoảng 50 40 thôi. Và kiếm cái lông mi này, tóc ghép cơ thể này, lông mi đây, vẫn phải đầy đủ hết các bước này. Cho lên này, e xóa đoạn bên dưới đi, mình chỉ lấy cái bên trên thôi. Đoạn này hơi đầy này, cho lên xuống tí này. Đó, giữ V này, dùng khi mà mình dùng đây mà mình dùng cái V này mà mình giữ, mình ấn chết nút An này, mình kéo ra thì nó sẽ tự nhân đôi ra này. Anh xem từ từ, lúc mà anh làm ấy, anh xem lại video ấy, anh xem từ từ. Đó, để anh làm theo. Anh chắc được cái bước này đi. Đấy, cái mắt này anh để ý này, cái lông mi này lúc mà nối nó vẫn bị lối này. Đấy, xử lý này. Chấm đi, còn đoạn này thì lông mi nó bị sụp hẳn xuống này. Phải chấm hết đi này, để khoảng 80 này, chấm cái đoạn này đi. Bây giờ anh so sánh thử nhá, mình chưa có phin màu, là giả sử như cái này phin ấy, thì mình sẽ vào trong, vẫn là vào trong camera này, mình tách cái nền ra một tí này để vào cái phần background này, mình đẩy sáng lên. Cái này đang gì lúc nãy, là gì cái wifi gì kia, đẩy sáng lên, mình có thể đẩy sáng một xíu nha. Ở đây mình có thể trừ bớt vàng lên một tí này, màu da màu vàng ở đây này, ở saturation ở trên cái phần color mix này đó, trừ bớt đi. Ở đây mình vẫn phủ xanh lên để cho cái, thì phủ xanh lên để cho cái trang phục nó được sạch đẹp hơn này, da thì nó sẽ dịu hơn này, kiểu thế. Đó, cho blend này mình kéo lên đây thì nó sẽ ăn nhiều vùng highlight hơn này. Ok này, cân nhẹ tí nhỉ thôi. Đó, bây giờ anh so sánh thử này, cái chân A, cái chân C này. Đó, đây. Còn quên mất còn cái phần mắt nữa, cái mắt của mình nó đang hơi bị đen nữa, mình phải đẩy cái tròng mắt lên cho sáng một xíu nữa. Còn cái tấm kia thì chắc là mình phải kéo lại ở trên Capture One rồi mình sẽ mang ra mình xốp thì mới ok được. Đây, đẩy lên tí này. Đó, hơi bị sáng quá này. Đây, cái đoạn này nó đang hơi, đoạn này nó hơi bị sáng quá này. Đây, lông mày bên này đang sáng hơn bên kia thì chọn lại lông mày bên này. Dùng brush này. Đó, dùng quick mask này. Cắt chân lờ cho tối xuống này. Quick mask anh biết rồi đúng không? Anh biết quick mask chưa? Chưa. Anh chưa biết chế độ quick mask à? Quick mask nó là này, nó là dùng cái cụ B này. Quick mask mình sẽ dùng rất là nhiều. Anh dùng cái B này này, anh phải dùng cái B mà cái B đầu tiên nhất đấy, cái B tròn này này. Sau đó anh ấn Q á, thì lúc này cái layer của mình nó sẽ đỏ lên. Thì sau đó thì nó đỏ lên ấy, thì anh sẽ dùng cái brush này, anh để này 100% này. Đó, thì khi mà anh bôi nó sẽ ra cái màu đỏ như này. Để mà ra được cái màu đỏ ấy, là cái foreground của mình nó phải là màu đen. Nhưng foreground của mình là màu trắng thì mình bôi nó sẽ không bôi được, đây này, mình bôi sẽ không được này. Đó. Mà mình phải để foreground của mình là màu đen này, đây là mình bôi này. Thì khi mà mình ấn Q á thì nó sẽ như này, nó sẽ chọn vùng này, và cái Pfizer nó rất là mềm, bởi vì cái B của mình khi mà mình chọn ấy, đây này, cái B của mình này nó là surround này, và cái phần thread của mình là không này, nó cái Pfizer rất là mềm, thì mình chỉnh này. Đó, sau đó thì cắt chuẩn D mà anh nhìn thấy hai cái file nó khác nhau nhiều đúng không? Kiểu thương mại mình làm nó sẽ là như thế.
Ok, bây giờ mình sẽ quay lại một chút này, tại vì là sẽ làm thêm một cái tấm này thôi, không là sợ nhiều nội dung quá này mình lại bị quên mất. Quan trọng vẫn là cái anh xem kỹ lại từng cái chi tiết mà em hướng dẫn đấy, để anh làm lại để xem cái tấm đây. Cái tấm anh làm là tấm này hay sao nhỉ? Thấy như tấm này hay sao ấy? Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. 7655. Đây thì cái tấm này mình vẫn kéo nhá, mình vẫn kéo y hệt như tất cả những cái video mà em hướng dẫn, những cái video hôm nọ hôm qua hôm kia em hướng dẫn ấy, về cái cách kéo ấy. Là cái công thức thì vẫn là xử lý từ ánh sáng đến màu sắc thôi. Ánh sáng là gì? Ví dụ như vào cái tấm hình này mình sẽ phân tích này. Ánh sáng cái tấm hình này nó đang bị thiếu sáng này thì mình đẩy sáng lên thôi này, brightness lên này. Đó, brightness với lại equal lên thôi này. Anh biết tại sao cái file của anh nó bị cái lỗi gì không? Cái file lúc nãy cái file này của anh nó bị lỗi gì? Nó bị sao nhỉ? Anh bị anh kéo cái black lên nhiều quá, nó bị khô, nhìn nó giống như một cái bức tranh sáp ấy. Anh xem trên iPhone đấy. À. Xem trên MacBook à, xem trên laptop thì anh không nhìn ra được không? Đây. Là anh sẽ phải đẩy lên này. Đó, giảm contrast xuống này, đó, cho nó mềm file này. Đẩy này lên. Giảm highlight xuống này. Giảm highlight xuống nhẹ nhẹ thôi này. Shadow này vẫn phải giảm này. Không là nó sẽ bị khô này. Đấy, tăng black lên xíu này. Cái tấm này đó là thực ra cái tấm này là hôm nọ của bạn nào livestream ấy, xong bạn nào gửi lên cho em để em fix. Chứ cái file này không phải file của em chụp. Thì thực ra cái file này nó đang bị lỗi ánh sáng đấy, chứ cái file này ánh sáng không đẹp đâu. Nhưng mà thấy cái stock cũng là BT nên là em đưa vào luôn, em copy vào luôn. Chứ còn cái file mà em chụp là cái file này. Cũng không phải là file em chụp, là file của bên studio của em ấy. Thì anh cảm giác này nhìn nó sẽ bọng hơn này, nó vẫn tối nhưng mà cảm giác ánh sáng nó hội vào mặt này. À, thế dễ làm hơn. Nó không bị đen. Còn cái tấm này nó bị xịn xuống. À, khi mà anh lựa tấm này về làm thì nó cũng hơi bị nặng tay ấy. Đây cái bộ này của em ấy. Cái bộ này của em ấy là cái file làm xong nó là như này này. Đây. Tháng 2024. Đây nó sẽ như này này. Đó. Đây này. Nó sẽ sáng trong như này này. Thì cái mục đích của mình ấy khi mà mình làm ấy cái mục đích của mình khi mà mình làm tất cả những cái màu, những cái nền này thì mình làm mình mục đích thì mình cũng sẽ kéo về đưa về cái màu trong trẻo trắng hồng. Như cái file này thì nó đang bị lỗi cái ánh sáng là cái background đằng sau ấy, nó bị sáng quá, nó sẽ bị giống như kiểu là ảnh, nó bị giống như kiểu là ảnh chụp ngược ngược sáng ấy. Đằng trước của mình mới lại bị thiếu sáng rồi thì mình cứ xử lý đi, mình đẩy lên này, mình cũng phải giữ được cái shadow của cái tấm hình này, nó giữ được cái mặt này, đó cái nét mặt này, ánh sáng, cái texture mặt này, nhìn nó vẫn phải mềm mịn này, không được bị khô quá, như cái file của anh là bị khô quá. Đấy, shadow đẩy lên này, sẽ bị khô này, của anh nó bị khô y như này, nó bị như này này, black với shadow lên xong rồi highlight nó bị xuống như này, thì nhìn chi tiết nó sẽ rất là khô này, nó như này này thì nó sẽ bị khô này. Mình làm cái bức ảnh ấy nó nhìn nó phải ướt ướt, nó phải mềm mềm ấy, thì cái ướt át ấy mềm mềm là gì? Là cái vùng chuyển của vùng shadow và highlight á, nó phải mềm. Shadow xuống này, anh khi mà anh để ý nhá, cái shadow xuống cái tóc này đang bị khô này, khi mà kéo shadow xuống nhá, đó nó mềm xuống đây này, đó highlight xuống một tí thôi này, đó, và black lên một tí để cho cái vùng tối của mình nó đỡ bị đen này. Cái này chắc mình phải giảm clarity xuống một tí để cho cái file của mình nó mềm hơn, đó và bắt buộc thằng này. Để xem đến đây mình có thể kéo bên này lên cho trong một xíu này, kéo vùng đen này xuống một tí này. Cái này chắc là mình phải dùng đến cớp này,
File này khả năng mình phải dùng đến curve. Thì curve đây là mình phân tích này, cái đoạn này là cái đoạn shadow này, thì mình có thể dùng curve này. Ở trên này mình kéo shadow lên đây này. Đó, kéo shadow lên để cho nó sáng này. Nhưng mà khi mà kéo shadow lên này, sáng ấy, thì cái file của mình nó sẽ sáng, nhưng mà nó sẽ bị sáng hết vùng highlight này. Đó, thì bây giờ mình sẽ phải làm lấy lại highlight này. Đây, lấy lại highlight về này. Đó, lấy về nhẹ nhẹ này. Đó, cái này thì sẽ hơi khó hình dung ấy, nhưng mà anh cứ nhớ là black này, shadow này, mid tone này, highlight white này. Thì khi mà mình kéo cái thằng shadow lên ấy, thì một vô hình chung là nó kéo hết cả cả cái biểu đồ này lên này. Thì mình muốn lấy mỗi thằng shadow lên thôi thì mình phải cho thằng highlight về lại này. Đó. Kiểu mục đích của nó, ý nghĩa của nó là như thế. Đó, mid tone mình cũng cho nó về lại này, chủ yếu mình cho shadow lên thì mình cho thằng này lên thôi. Đó, để mình đẩy sáng thằng này lên. Rồi sau khi mình xử lý xong đây thì mình sẽ xem lại cảm giác file của mình hơi đục, kéo đi hơi lên một xíu xem nào. Đó, cho đi hơi lên nhẹ tí, vì cái file này nó đang chủ nó đang bị lỗi, cái phần đằng sau nó đang bị đậm, nó đang bị sáng quá, đằng trước nó lại bị tối om. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần skin tone này, chọn màu da này, đẩy sáng lên, đẩy sáng cái phần mở rộng này lên này. Đó. Tiếp theo đến cái phần basic này, ở đây thì basic đây mình sẽ cộng màu lên, mình sẽ cộng màu đỏ lên để tươi được cái mặt này. Đó anh xem này, cộng basic lên này, cộng màu đỏ lên này. Nó tươi được mặt, tươi được áo này. Đó. Nó tươi được lại cái tấm hình này. Màu da thì mình cũng cộng màu da lên tí này. Và màu da mình trừ bớt đi nhẹ một tí đi. Màu vàng mình trừ đi này. Đó. Ok, bây giờ mình quay lại cái bức ảnh mình xem nhá. Cảm giác nhìn cái bức ảnh anh để anh thấy không, nó tươi tắn hùng hào hơn rồi này. Đó, ánh sáng mình sẽ cân lại một xíu nữa để cho cái bức ảnh của mình nhìn nó được mềm. Mình đừng để ảnh khô. Ảnh khô thì đến mình ra ngoài mình làm sẽ hơi khó. Mình phải vậy để cái file của mình hơi mềm một xíu. Kéo thằng này xuống một tí. Kéo nó xuống một xíu nữa cho nó mềm một tí này. Đó, như này thì nó cũng tạm tạm hơn rồi. Bây giờ mình ở trên này quên mất lấy, mình chưa chọn tông màu này, mình có thể chọn tông màu cho xanh một tí này. Đó, cho tím một tí này. Cho vừa thôi. Đó, cho màu xanh này xem nào. Màu xanh này cũng cho vừa thôi, cho một xíu thôi. Đây. Anh nhìn cái phần da này của mình này, nó đang về được cái màu hồng này, cái màu môi nó cũng hồng tươi này. Đây, trước sau này. Đó. Mặc dù nó vẫn hơi đục nhá, nó không được nét trong những cái file kia. Nhưng mà vẫn tạm hơn này. Áp vào tấm này xem nào. Đó, nó vẫn đang cân bằng ở cái độ gọi là cân bằng này. Nó vẫn tạm hơn này. Đó. Đây. Đấy, bộ này cũng đẹp này đấy, anh thấy cái ánh sáng không? Ánh sáng thì nó vừa tới mặt này, thì cái bộ này cũng là studio của em chụp. Thì cái ánh sáng nó vừa tới mặt thì nó căng bóng này này, thì mình làm rất là dễ. Còn cái này là để là kiểu là ánh sáng ngược sáng nó đục. Thì anh lựa ấy, ngày mai anh làm anh có thể làm cái bộ góc này này, bộ này cũng đẹp này. Có nghĩa là mới đầu anh làm thì anh nên lựa những cái bộ nào nó đẹp đẹp một xíu để anh làm, để anh làm quen màu trước đã. Anh cân cho nó dễ đã, còn gặp những cái file như là anh làm những cái file sẽ rất là khoai. Những cái file này nó cực kỳ, nó khó làm này. Rồi export này. Một ok. Sau này khi mà mình chụp ấy, anh cũng nhớ là mình chụp mình không được phép chụp như thế này, nhưng mà anh chụp như này rất là nguy hiểm. Anh đánh đèn ấy, anh phải đánh được sáng cái người lên, đánh cái đoạn được cái mặt lên, sáng lên, không cần hay lại không cần backlight cũng được, không cần phải chụp ven cũng được, thà không chụp ven nhưng mà sáng mặt còn đỡ hơn. Chứ còn đằng này quánh ven không phải bị cháy hết lốp hết, là đằng đằng trước thì sáng nhiều mà à, đằng sau sáng nhiều mà đằng trước tối om này, thì mình cái nước ảnh của mình không thể nào mà trong được, không bao giờ trong được, nó còn bị đục nữa. Kinh nghiệm đây, ví dụ như cái vai này nó backlight của nó thì vẫn sáng, nhưng mà backlight mình không, vấn đề backlight của nó sáng không, nhưng mà cái quan trọng là nó vẫn phải, nó cái mặt của